chương 521, lại ngược đại kiếm thiên đế khí linh, ta muốn khiêu chiến kiếm thiên đế. Khí linh, một lát sau, kiếm thiên đế quen thuộc lên sân khấu, vẫn là bộ dáng bình thường kia, chỉ là khí thế trên người càng lúc càng cường đại, hắn ta đứng ở trên mặt đất, giống như chúa tể của cả mặt đất, kiếm môn, âm. Mặt đất một lần nữa có thêm một hố sâu. Người rốt cuộc là quái vật gì? Khí linh luôn thần bí không nhìn được hỏi, đừng nói nhảm nữa, Mau chống toàn phục thông báo, sau đó phát ra phần thưởng thông quan, làm tốt NPC của ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. "Khí Linh, bên ngoài kiếm tháp trong nháy mắt kim quang đại tác, giống như lúc trước, kim quang rực rỡ phóng lên trời, rắc đầy toàn bộ kiếm môn, tựa như mặt trời rực rỡ trên trời rơi xuống thế gian vậy." "A, à, mắt của ta, mau dùng thần lực hộ nhãn." "Sao lại đến đây?" lần trước đế tử nhân nguyên bản đang đỉnh đệ nhất lúc ấy đã đâm mù mắt mấy người lúc này không biết lại mù bao nhiêu cũng may đều là tu sĩ còn có thể khôi phục bằng không về sau thật sự không ai dám đến kiếm tháp không phải lại là đế tử đại nhân gây ra động tỉnh chứ cảm thấy giống hệt lần trước lúc này sâu trong kiếm môn đột nhiên bộc phát ra mấy cổ khí thế cường đại phóng lên trời hóa thành đạo lưu quang trong nháy mắt liền đi tới bầu trời kiếm tháp chính là độc cô nguy cùng với thất mạch thủ tọa mấy người vẽ kinh ngạc, kiếm tháp sau lại phát sáng, chẳng lẽ lại có người đăng đỉnh đệ nhất? Chẳng lẽ lại là cố sư đệ, thế nhưng hắn mới vừa mới tiến vào địa nguyên cảnh mà. Mọi người nghi hoặc. Trong kiếm tháp đột nhiên phát ra một trận thanh âm to lớn. Kiếm thiên đế truyền thừa mở ra, đệ tử đời thứ 14 của kiếm môn, nghịch lân phong nhất mạch, kiếm trận chi đạo truyền nhân, cố thanh phong, hôm nay ở trong kiếm tháp, đánh bại địa nguyên bản đứng đầu, kiếm thiên đế. Phù hợp với điều kiện truyền thừa của thiên đế, nhất định là người thừa kế. Mọi người nghe lời nói quen thuộc, trong nháy mắt ngạc nhiên. Thật đúng là Cố sư đệ, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì, vậy mà lại lên một lần nữa. Lúc này, tấm bia đá ghi lại địa nguyên bản bùng nổ kim quang, tên của vị trí thứ nhất rõ ràng biến thành Cố Thanh Phong, mà kiếm thiên đế thì rơi xuống vị trí thứ hai. Bên trong tháp kiếm, trên bầu trời, giống như lúc trước lại xuất hiện một thanh thần kiếm vô cùng to lớn, kiếm này treo trên bầu trời, che khuất bầu trời, trên thân kiếm cuốn quanh khí trắng, kiếm quan sát bén ngưng tụ mà không phát, kinh thiên sát khí ẩn hiện. Cố Thanh Phong nhìn cự kiếm lộ vẻ bất đắc dĩ, hy vọng không đau như lần trước. U, cự kiếm phát ra một tiếng khẽ ngâm, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kiếm quan rực rỡ, đi thẳng về phía Cố Thanh Phong, rất nhanh, cự kiếm lâm thân, kiếm quan rực rỡ tất cả đều chui vào thân thể cố thanh phong ê không đau nữa cố thanh phong vui mừng nói xem ra là bởi vì đã có được bất diệt kiếm thể lần trước là cải tạo lần này là tăng cường sau một nén nhang thời gian kiếm thể bất diệt của cố thanh phong rõ ràng đạt tới cảnh giới đại thành khí thế ầm ầm bộc phát kiếm khí xám trắng vô tận mang theo khí tức hủy diệt kinh khủng giống như mấy con trăng cuốn quanh người lấy hắn làm điểm xuất phát, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tầng tầng nứt nẻ, giống như mạng nhện khuếch tán toàn bộ không gian tháp kiếm. Ha ha ha, cố thanh phong mừng như điên không thể kiềm chế được, quả nhiên vẫn là tăng lên không mất phí vẫn làm cho người ta vui sướng nhất. Rệt, cố thanh phong giơ tay phải lên, vung từ trên xuống dưới, nhất thời một đạo kiếm khí xám trắng dường như chặt đứt thiên địa kích động mà ra. Kiếm khí này vô cùng to lớn, trên đầu trảm thiên, phía dưới liệt đất, những đám mây trên bầu trời trong nháy mắt phân chia, mặt đất cũng bị nứt ra một khe rảnh sâu không thấy đấy. Nhìn quy lực tiện tay một kích của mình, cổ thanh phong càng mừng như điên, ha ha ha, sức mạnh cỡ này, thiên nhân cảnh ai có thể địch, hắn của lúc này, nói một câu thiên nhân cảnh vô địch cũng không quá đáng chút nào. Lo gì mấy kiếp thiên nhân, ai đến thì người đó chết, truyền thừa chấm dứt, ngươi đừng tùy ý phá hư không gian kiếm tháp nữa, ngươi có thể đi rồi, âm thanh khí linh lạnh như băng vang lên, lời nó vừa dứt, thân thể cố thanh phong liền bị một đạo kim quan bao vây khi kim quan trước mắt hắn tiêu tán thì đã xuất hiện ở bên ngoài kiếm tháp sau đó bên ngoài kiếm tháp đám người cố thanh phong cùng đọc cô nguy mắt lớn trừng mắt nhỏ không đúng sao các ngươi lại tới đây cố thanh phong bất đắc dĩ nói cố cố sư đệ ngươi lại đánh bại thiên đế đọc cô nguy thoáng run rẩy nói không cần làm ầm ĩ có được hay không rõ ràng lần trước cũng trải qua một lần rồi Đừng có trầm trồ, nên làm gì thì làm đi." Nói xong, Cố Thanh Phong liền vỗ vỗ bả vai Độc Cô Nguy, sau đó tiêu sái rời đi, chỉ để lại mọi người khiếp sợ đến hóa đá. Chờ hắn vừa đi được vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, không khỏi dừng bước một chút, cũng không quay đầu lại nói, "Đúng rồi, bản tôn mấy ngày nay rảnh rỗi, để cho thiên tứ cường giả trong môn đều tới độ kiếp đi." Độc Cô Nguy, chương 522, gọi một tiếng sư thúc nghe thử xem nào mấy ngày kế tiếp người đến thăm hỏi cố thanh phong nối liền không dứt cơ bản đều là trưởng lão kiếm môn tới tìm hắn độ kiếp kiếm môn có rất nhiều trưởng lão thiên nhân cảnh phần lớn là thăng cấp vô vọng cho nên không còn say mê tu luyện nữa ngược lại bắt đầu nhầm chức trưởng lão nắm giữ chút quyền lực xử lý chút việc cho kiếm môn tuổi tác nói chung là rất lớn nói trắng ra là không có tiềm năng phá cảnh những trưởng lão này đại bộ phận đều là thiên nhân bình thường hoặc là cảnh giới nhất kiếp nhị kiếp tiềm lực của bọn họ chỉ đủ chống đỡ đến mức này tự biết độ không qua thiên nhân kiếp tiếp theo cho nên ngưng tu luyện dừng bước không tiến tranh thủ kéo dài thời gian kiếp nạn thiên nhân tứ kiếp rất ít tổng cộng chỉ có bảy người đều là lão già nến tạng trước gió người mà có thể tu luyện tới thiên tứ cũng khác nhau rất nhiều đều là khi còn trẻ bị thương thương tổn đến căn cơ hoặc là lúc còn trẻ nóc thuốc quá nhiều căn cơ bất ổn đến thiên tứ rồi thì không dám độ kiếp nữa tôn trọng truyền thống tôn lão ưu ái cố thanh phong giúp bọn họ độ tâm ma kiếp cũng không thu nhiều tiền để lại cho bọn họ thể diện cuối cùng ngoại trừ bảo y trên người không lột ra còn lại có thể lột đều lột trừ trưởng lão ra trong thủ tọa cũng có hai vị thiên tứ cố thanh phong có thể giúp cũng đã tận lực trợ giúp đến lúc này thực lực tổng thể của kiếm môn lần thứ hai tăng vọt thoáng cái có thêm chín vị ngũ kiếp thiên nhân đương nhiên trong chín người này cũng chỉ có hai vị thủ tọa kia có tiềm lực thăng cấp thiên quân các trưởng lão tuổi quá lớn cũng không biết sẽ đột phá trước hay lìa đời trước đây chính là điều người ta gọi là người tốt có báo tốt cố thanh phong vui vẻ giúp đỡ người khác cũng nhận được báo tốt bất diệt ma hồn của hắn dưới tình huống cắn chính con tâm ma đã tăng cường đến mức khó có thể tưởng tượng được biểu hiện trực quan nhất chính là hiện tại hắn có thể tạo ra tâm ma kiếp do con người tạo ra chỉ cần phân ra một đạo phân hồn phân hồn kia sẽ giống như tâm ma chui vào trong cơ thể tu sĩ bắt đầu quấy rối giống như tâm ma kiếp vậy, chiêu này có thể nói là đại sát khí, thiên nhân ngũ kiếp, kiếp sau mạnh kiếp trước, trong đó tâm ma kiếp mạnh nhất, có thể tưởng tượng, ngày sau khi đối địch, trực tiếp thưởng cho đối phương một đạo tâm ma kiếp, đạo tâm yếu chắc chắn sẽ bị tâm ma trực tiếp cắn nuốt khống chế, trở thành nô lệ, cho dù đạo tâm mạnh, vậy cũng khẳng định bị ảnh hưởng, sức chiến đấu suy nhược cực lớn, có điều một chiêu này đối với cường giả thiên ngũ trở lên sẽ giảm đi rất nhiều bởi vì những người này đều đã thành công vượt qua tâm ma kiếp, muốn dựa vào tâm ma kiếp để giết thì quả là phí sức, nhưng quấy nhiễu bọn họ chắc chắn là không thành vấn đề. Cố Thanh Phong đặt tên cho sát chiêu này là tâm ma kiếp, sau khi giải quyết xong vấn đề độ kiếp của tứ kiếp thiên nhân ngoại môn, Cố Thanh Phong liền bị độc cô Nguy gọi đi đến đại điện. Sau khi hắn đến kiếm môn đại điện, phát hiện bên trong đã có không ít người đang đứng. Ngoại trừ thất mạch thủ tọa cùng với độc cô Nguy ra, còn có năm nam một nữ mấy người này mỗi người khí vũ hiên ngang khí thế phi phạm trong mắt thần quan sáng láng thuộc loại chỉ kém dáng bốn chữ trên mặt thiên chi kiêu tử bên trong còn có hai người là người quen của cố thanh phong nằm cùng tuyết cùng với kiếm si cố thanh phong vào sân sáu người này nhất thời nhìn về phía cố thanh phong ánh mắt mỗi người đều khác nhau có tò mò có khiếp sợ cũng có địch ý cố thanh phong đối với cảm xúc cảm giác vô cùng nhạy bén lúc này nhìn lướt qua nguồn gốc địch ý phát hiện là một vị tử y bay bay tỉnh như trăng sáng, khí chất siêu trần thoát tục, tựa như có hào quang vô tận bao phủ. Sau khi phát hiện đối phương chỉ có cảnh giới Thiên Nguyên Tam kiếp, Cố Thanh Phong liền không có hứng thú, cặn bã. "Cố sư đệ, ngươi tới rồi." Độc Cô Nguy chào hỏi, "Ừm, tới rồi nè lão nguy." Cố Thanh Phong gật gật đầu nói. Mọi người trong đại điện nghe được xưng hô này, nhất thời sắc mặt cổ quái, Độc Cô Nguy thoáng xấu hổ ho nhẹ một tiếng mấy người này là thánh tử thánh nữ của thất mạch, đều là thất kiếm kiếm chủ, lần này gọi các ngươi tới đây, chính là vì diễn luyện thất kiếm tru tiên trận. Tình trạng bây giờ của kiếm môn chắc là có nghe qua, vừa vặn cố sư đệ tìm về kiếm nghịch lần đã mất nhiều năm, khiến cho vinh quang thất kiếm tru tiên trận một lần nữa trở về kiếm môn, bây giờ đã đến ngày các ngươi vì kiếm môn xuất lực. Vâng, trưởng môn, chúng ta vạn chết không từ. Từng, độc cô nguy hài lòng gật gật đầu, nhìn một đám thanh niên tại tuấn cảm giác kiếm môn sẽ có người kế thừa. Cố sư đệ, nào, ta giới thiệu cho ngươi một chút, trong thất kiếm kiếm chủ, có vài người ngươi còn chưa biết. Độc cô Nguy giới thiệu đầu tiên chính là nam tử áo tím mang địch ý kia, đây là vạn nhận phong thánh tử, sở kính trần, mấy ngày trước vẫn luôn bế quan, hiện giờ xuất quan đã là tam kiếp thiên nhân, nghe được cái tên sở kính trần này, cố thanh phong trong lòng khẽ động, hắn nghe qua cái tên này, là một đêm trước không lâu, sau khi hắn cùng lăng phỉ nhi tu luyện xong, Lăng Phỉ Nhi có nhắc tới, Lăng Phỉ Nhi nói sở kính trần xuất quan, phải cẩn thận, có thể sẽ bị nhắm vào. Sở kính trần là thiên tài đầu tiên trước khi mình tới, cũng là đệ tử duy nhất của kiếm môn có được thánh thể, đồng thời còn là một trong những người theo đuổi Lăng Phỉ Nhi. Chương 523, gọi một tiếng sư thúc nghe thử xem nào, hay, theo Lăng Phỉ Nhi nói, trước khi mình chưa tới, đám nhân ma đã chọn sở kính trần làm người chấp hành kế hoạch. Dù sao hắn ta là đệ tử có hy vọng tiếp xúc với kiếm đế ma nhất, lúc ấy lăng phỉ nhi nói đến lúc này còn rất căng thẳng đặc biệt giải thích nàng ta và sợ kính trận cũng không có quan hệ gì chỉ là tiếp xúc qua mấy lần dùng vài lần mỹ thuật với hắn ta ở trong lòng còn lưu lại bóng hình trừ chuyện đó ra ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua sau đó cố thanh phong còn cố ý trêu chọc lăng phỉ nhi hỏi nàng ta lúc ngươi mê hoặc sợ kính trận ngay cả tay cũng không cho chạm một chút vì sau khi mê hoặc ta ngay cả quần áo cũng cởi ra rồi lăng phỉ nhi tức giận Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ai có thể nghĩ đến mỹ thuật của một đại nam nhân như ngươi thế mà còn tốt hơn ta? Kết hợp với lời Lăng Phỉ Nhi nói, Cố Thanh Phong tự nhiên hiểu vì sao Sở Kính Trần có địch ý với mình. Đơn giản là chó theo đuôi nhìn thấy nữ thần bị người khác cướp đi nên sinh ra oán khí mà thôi. Lúc này, Độc Cô Nguy lại chỉ vào Cố Thanh Phong nói, Kính Trần, đây là cố sư thúc của ngươi, đồng thời cũng là đế tử kiếm môn. Sở Kính Trần giấu đi địch ý trong lòng rất tốt, trên mặt không kêu không ngạo nói bái kiến đế tử, thì ra đây chính là thiên tài thứ hai của kiếm môn trong truyền thuyết, sở sư điệt nha, nào, gọi tiếng sư thúc nghe thử xem. Cố Thanh Phong cười như không cười đánh giá sở kính rồi nói, sắc mặt sở kính trần khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia sương mù không dễ phát hiện. Vừa rồi Cố Thanh Phong nói một câu, liền đâm vào tim hắn ta ba nhát, thiên tài thứ hai là một nhát, sở sư điệt lại thêm một nhát. Gọi tiếng sư thúc nghe thử xem chính là nhát thứ ba. Sở Kính Trần tuy rằng trong lòng lửa giận bộc phát, nhưng môn chủ cùng với thất mạch thủ tọa trước mắt, hắn ta không thể không gọi, bởi vì Cố Thanh Phong đúng là sư thúc của hắn ta, kiếm môn rất chú trọng tôn sư trọng đạo. "Cố sư thúc, từng sư điệt ngoan, lần đầu gặp mặt, bản tôn thân là sư thúc, dù sao cũng phải tặng ngươi một món quà gặp mặt." Cố Thanh Phong nói xong, trực tiếp lật bàn tay, một chiếc mũ xanh bộ dáng tinh mỹ xuất hiện trong tay. Đây là hắn lấy ra từ thế giới trong lòng bàn dù sao thế giới trong lòng bàn tay chính là hậu hoa viên của hắn muốn cái gì cũng có thể tùy tiện lấy mũ xanh mặc dù không phổ biến nhưng một thế giới lớn như vậy ít nhiều cũng sẽ có một vài cái sở kính trần nhìn chiếc mũ xanh mướt trong tay cố thanh phong cùng với khuôn mặt mỉm cười của đối phương luôn cảm giác đây không phải là thứ tốt gì nhưng hắn ta lại nhìn không ra chỗ nào không ổn bởi vì trong cảm giác của hắn cái mũ này ngoại trừ màu sắc quái dị một chút ra thì cũng là phàm nhân bình thường đội mũ không có nửa điểm thần dị. Nào chất nhiên ngoan, sư thúc đội cho ngươi. Cố Thanh Phong cười tủm tỉm muốn giúp sở kính trần đội mũ xanh. Sở kính trần không khỏi lui về phía sau một bước, né tránh, đa tạ hảo ý của sư thúc, có điều đệ tử ngày thường không đội mũ. Sư rất ngoan, đây là ngươi không hiểu rồi, ngươi đừng nhìn cái mũ xanh này không có nửa điểm thần lực dao động, nhưng nó cũng không phải mũ bình thường, cái mũ xanh này có thể mang đến số mệnh gia trì, chỉ cần ngươi đeo nó, về sau bất luận gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng có thể kiên trì được. Câu nói xưa kia rất hay, nếu muốn cuộc sống trôi qua, trên đầu phải mang theo chút màu xanh lá cây, ngươi ngay cả mũ xanh cũng đội, còn có cái gì không vượt qua được. Chiếc mũ xanh này chứa đựng những lời chúc tốt đẹp của sư thúc đối với ngươi, nào, nghe lời, đội vào đi. Sở kính trần nhìn chiếc mũ xanh có số mệnh gia trì, không biết vì sao, trong lòng càng kháng cự, lần nữa cự tuyệt, cố thanh phong mất hứng, quay đầu nói với độc cô Nguy, lão Nguy, Ngươi nhìn xem ngươi làm môn chủ, quản môn hạ đệ tử như thế nào? Không hiểu đạo lý trưởng bối ban cho, không dám từ chối sao? Khụ khụ, Độc Cô Nguy bị Cố Thanh Phong nói trên mặt có chút không nhịn được, ông ta thân là môn chủ, ngày thường ngoại trừ đối mặt với Thái thượng trưởng lão cần phải cúi đầu với bên ngoài, trong kiếm môn, ông ta chính là lão đại. Nhưng bây giờ lại bị Cố Thanh Phong lại xưng hô lão Nguy, còn há mồm chỉ trích, trên mặt đương nhiên không nhịn được, nhưng ông ta cũng không dám ý kiến gì bởi vì Cố Thanh Phong là đế tử, địa vị ngang ngửa với ông ta, thậm chí ưu tiên còn cao hơn một chút. Hơn nữa mấy ngày nay Cố Thanh Phong nhiều lần trợ giúp môn nhân vượt qua tâm ma kiếp, xem như lập được đại công, ông ta cũng càng không dám đắc tội. Dù sao ai mà không muốn tạo quan hệ với thiên đế tương lai, hơn nữa thiên đế này còn có thể giúp người độ kiếp. Cho nên, đối mặt với ngân uy của Cố Thanh Phong, độc cô nguy đành phải thỏa hiệp. Trần Nhi, sư thúc ngươi tặng ngươi quà gặp mặt, còn không mau nhận lấy trong mắt sở kính trần sương mù càng sâu nhưng môn chủ đều lên tiếng hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể thuận theo trơ mắt nhìn cố thanh phong đội mũ xanh lên đầu mình cố thanh phong lần này hài lòng nhìn thế nào cũng thấy sở kính trần thuận mắt không khỏi khen ngợi lớn nhỏ vừa phải sở sư điệt quả nhiên trời sinh chính là mạng đội mũ xanh khóe miệng sở kính trần giật giật không biết vì sao hắn ta luôn cảm giác cố thanh phong không phải thật lòng khen mình kiếm chủ thất kiếm còn lại nhìn trò khôi hài trước mắt có chút hoang đường, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 524, nón xanh bọn họ khiếp sợ không phải là mũ xanh, mà là thái độ của môn chủ đối với cố thanh phong, đây vẫn còn là cao lãnh kiếm thần độc cô Nguy một thời sao. Bị gọi là lão Nguy cũng không tức giận. Mức độ coi trọng trong lòng mấy người đối với cố thanh phong lại lần nữa nâng lên một bậc, tiểu sư thúc này chắc chắc không thể chọc vào. Sau đó đọc cô Nguy lại giới thiệu mấy người còn lại, mấy người này đã nhìn thấy vết xe đổ sợ kính trần ban nãy, nên đối với Cố Thanh Phong vô cùng cung kính, từng người từng tiếng gọi sư thúc, Cố Thanh Phong cũng thuận thế nhớ kỹ tất cả kiếm chủ. Vạn hoàng kiếm chủ, sợ kính trần, thiên tam cảnh giới. Thanh sương kiếm chủ, nằm cung tuyết, thiên nhân bình thường, phong tà kiếm chủ, kiếm si, thiên nhân bình thường. Địa tán kiếm chủ, trương vô cực, thiên nhất. Phượng huyết kiếm chủ, Long dương bình, thiên nhất tịch tà kiếm chủ lâm nhuận chi thiên nhị sau khi giới thiệu xong đọc cô nguy liền nói chuyện chính các ngươi thân là kiếm chủ thất kiếm hẳn là đều đã nghe qua thất kiếm tru tiên trận trận này uy lực rất lớn được mệnh danh là thất kiếm hợp chương thiên hạ vô địch đương nhiên xét thấy thực lực của các ngươi còn chưa đủ cũng không đủ để hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực của thất kiếm tru tiên trận có điều mặc dù như vậy sau khi bảy người các ngươi tập được thất kiếm tru tiên trận thiên nhân cảnh giới tuyệt đối không có địch thủ, lần này khí thế của các đại môn thanh mộc vực phái tới rất hùng hổ, cần các ngươi góp một phần lực. Đây là trận đồ Thất kiếm tru tiên trận, mỗi người các ngươi một phần, thời gian cấp bách, mau kết hợp mại vũ tu luyện đi. Độc Cô Nguy phân phó xong, liền cho mọi người một phần trận đồ, phía trên ghi Thất kiếm tru tiên trận, sau đó liền đưa mọi người đi Tinh Lạc Phong để cho mọi người tu luyện, dù sao đây là bảy người hợp trận, cần bồi dưỡng sự ăn ý. Tinh Lạc Phong ngọn núi này tên là Tinh Lạc, là bởi vì đây là ngọn núi cao nhất kiếm môn, đồng thời cũng là nơi tu luyện bế quan của môn chủ độc cô Nguy. Ban đêm đứng trên đỉnh núi, giống như đưa tay có thể chạm tới bầu trời đầy sao, tự như vùng đất sao rơi, vì vậy được gọi là Tinh Lạc. Cố Thanh Phong cùng bảy người đi tới một khoảng đất trống khổng lồ ở sườn núi Tinh Lạc Phong, chuẩn bị tu luyện thất kiếm tru tiên trận. Giờ phút này mọi người đang nghiên cứu trận đồ, Cố Thanh Phong tùy ý nhìn lướt qua hai lượt, phát hiện thất kiếm tru tiên trận này quả thật có chút môn đạo, hơn nữa hệ số tu luyện rất cao, có điều đó là đối với người khác mà nói, đối với hắn mà nói, chút khó khăn này quả thực là chuyện nhỏ, bởi vì thất kiếm tru tiên trận là trận pháp thoát thai trong phong thiên cấm, cố thanh phong sớm đã tinh thông phong thiên cấm, hiện giờ lại nhìn thất kiếm tru tiên trận, tất nhiên liếc mắt một cái liền thông suốt. Thất kiếm tru tiên trận cường đại cũng không hoàn toàn nằm ở kiếm trận, phần lớn là dựa vào thất kiếm. Nói cách khác, cho dù người ngoài học được thất kiếm tru tiên trận không có thất kiếm trong tay căn bản không phát huy được uy lực quá lớn thất kiếm đều là cực phẩm thánh binh hơn nữa còn là kiếm môn đặc biệt chế tạo đồng bộ bổ sung cho nhau thất kiếm dựa vào kiếm trận tương hợp có thể phát huy ra uy năng có thể so sánh với chí tôn thánh binh giống như trên cực phẩm thần binh là thần binh vô thượng vậy binh khí vượt qua cực phẩm thánh binh thì được xưng là chí tôn thánh binh còn trên chí tôn thánh binh chính là đế binh có thể nói chí tôn thánh binh đã xem như là binh khí mạnh nhất dưới đế binh có thể tưởng tượng được trình độ cường hãn của nó có điều đối với những thứ này cố thanh phong cũng không có hứng thú quá lớn sau khi có kiến thức về kiếm đế ma trong lòng hắn cũng không chứa nổi cái gì khác hắn thu hồi trận đồ đã nắm giữ lại nhìn mọi người còn đang khổ tư minh tưởng tìm hiểu cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này cùng bọn họ thời gian đó còn không bằng tiền lăng phỉ nhi tu luyện trong chốc lát vì thế mở miệng nói các sư điệt, sư thúc ta có việc quan trọng trong người sẽ không luyện tập với các ngươi đi trước đây mọi người nhao nhao từ trong trận đồ tối nghĩa huyền ảo bừng tỉnh có chút ngạc nhiên nhìn cố thanh phong muốn đi bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới cố thanh phong đã tùy ý đến loại tình trạng này môn chủ vừa mới giao nhiệm vụ vị tiểu sư thúc này quay đầu muốn đi thất kiếm tru tiên trận vậy là không luyện nữa lúc này kiếm si quen biết cố thanh phong không khỏi hỏi cố sư thúc đây chính là nhiệm vụ môn chủ vừa mới khai báo thất kiếm tru tiên trận người không luyện nữa sao cố thanh phong lúc này đã cất bước đi ra ngoài nghe được kiếm si hỏi cũng không quay đầu lại nói đơn giản như vậy còn cần luyện bản tôn liếc mắt một cái đã biết các ngươi từ từ luyện đi nói xong lập tức tiêu sái rời đi mọi người nhìn bóng lưng cố thanh phong tiêu sái rời đi bị khiếp sợ có chút nói không nên lời đơn giản liếc mắt một cái đã biết bọn họ cúi đầu nhìn trận đồ trong tay giống như thiên thư, luôn cảm thấy hai bên có thể không nhìn cùng một trận đồ. Không phải không ai nghĩ tới, hành động này của Cố Thanh Phong là đang giả bộ, nhưng bọn họ chỉ cần vừa nghĩ đến vị tiểu sư thúc này chính là kẻ hai lần miễu sát kiếm thiên đế chủ, không khỏi nhau nhau bỏ đi ý nghĩ này. Trong mắt chỉ còn lại vẻ hâm mộ, kinh hãi. Chương 525, Kiếm Si làm màu thất bại, một, Kiếm Si nhìn bóng lưng Cố Thanh Phong tiêu sái rời đi, lại nhìn ánh mắt khiếp sợ của những người khác, hai mắt dưới sa đen biến thành lấp lánh hữu thần, bên trong hàm chứa hâm mộ nói không nên lời. Khi nào ta cũng có thể được người ta kính ngưỡng như cố sư thúc là được rồi, ánh mắt sợ kính trần hiếp lại, nhìn chầm chầm bóng lưng cố thanh phong tản mát ra một tia lãnh quan, lập tức cất bước, cũng bắt đầu rời đi. Sở sư huynh, ngươi làm gì vậy, sở kính trần đội mũ xanh cũng không quay đầu lại nói, kiếm trần ta đã nắm được, các ngươi luyện đi. Sở Kính Trần rời đi lần thứ hai khiến mọi người kinh hô, nhao nhao cảm giác nội tâm bị đả kích. Tại sao cùng một con người, những người khác có thể nhìn là biết, kỳ thật mọi người không biết chính là Sở Kính Trần mới thật sự đang giả bộ, hắn ta vẹn vẹn chỉ ghi nhớ thất kiếm tru tiên trận, sơ lược lĩnh ngộ đại khái mà thôi. Nếu muốn tinh thông, buổi tối sau khi về nhà còn phải trọng nghiên cứu mấy ngày mới được. Cực kỳ giống một số học bá, tan học chơi còn vui hơn cả ngươi, ngươi cho rằng người ta giống như mình? không biết sau khi về đến nhà, suốt đêm khổ sở học đến 12 giờ, vượt mặt ngươi, kiếm si nhìn sở kính trần cũng tiêu sái rời đi, nội tâm càng thêm hâm mộ, dần dần, hắn ta cũng hạ quyết tâm, thu hồi trận đồ liền chuẩn bị đi, muốn lưu lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái, sau đó trở lại động phủ trọng học tập suốt đêm. Có điều kiếm si vừa đi hai bước, đã bị lâm nhuận chi của tịch tà phong túng lấy. Kiếm si sư đệ, ngươi đi đâu vậy, ta cũng học, kiếm si còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang nói ngươi học cái gì mà học cái tốt không học mà đi học như bọn họ người ta một người là thánh thể một người là tứ thánh thể bọn họ có thể liếc mắt một cái liền lĩnh ngộ ngươi thì sao ngươi thậm chí nhìn một cái cũng làm không xong ngươi mù như ngươi mà so gì với bọn họ nào 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 sư huynh đọc trận đồ cho ngươi nghe kiếm si làm màu thất bại trong nháy mắt tâm tính sụp đổ có một loại xúc động muốn cởi khăn che mắt xuống cố thanh phong không đi được bao xa đột nhiên dừng bước, thản nhiên nói, sợ sư điệt, tuổi còn trẻ học cái gì không tốt, học đi theo đuôi người ta, vừa dứt lời, một đạo thần quan lóe lên trước mắt cố thanh phong. Thần quan tiêu tán, thân hình sợ kính trần hiện ra, hắn ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào cố thanh phong, mở miệng nói, rõ ràng chỉ có điện nguyên cảnh, lại có thể phát hiện thiên nhân cảnh giới của ta, không hổ là tứ thánh thể. Có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì thì tránh ra, phỉ nhi còn chờ bản tôn cùng tu luyện cố thanh phong không kiên nhẫn nói sở kính trần nghe được hai chữ phỉ nhi này trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo chỉ là phối hợp với mũ xanh trên đỉnh đầu có vẻ có chút buồn cười nói không nên lời cố thanh phong ta đến chỉ muốn nói cho ngươi biết thứ thuộc về ta ta nhất định sẽ lấy về thứ thuộc về ngươi lăng phỉ nhi sao cho nên đây là tình địch tới trả thù cố thanh phong thầm nghĩ kỳ thật hắn không biết chính là sở kính trần nói cũng không chỉ là lăng phỉ nhi còn có vinh quang địa vị sở kính trần vốn là thiên tài đệ nhất kiếm môn là người được kỳ vọng nhất sẽ trở thành đế tử môn chủ tương lai nhưng mà tất cả đều tan biến theo sự xuất hiện của cố thanh phong danh tiếng đệ nhất thiên tài kiếm môn không còn đế tử không còn môn chủ cũng phí sức ngay cả nữ nhân mình thích cũng chạy theo đối phương cho nên sở kính trần ngay từ đầu đã rất có địch ý với cố thanh phong Trước khi bế quan trong lòng tràn đầy vui mừng, nghĩ đến đột phá đến thiên tam cảnh giới, nói không chừng sẽ được môn chủ phong cho vị trí đế tử, lăng phỉ nhi không chừng cũng sẽ nhào vào lòng mình. Nhưng sau khi bế quan ra, thời thế thay đổi, thời thuộc về sở kính trần hắn ta đã trôi qua, biến thành thời đại của cố thanh phong. Sau khi xuất quan, đám người trước kia nịnh bợ hắn ta, không có giống như thường ngày tới chúc mừng, mà quay đầu nịnh hót cố thanh phong. Điều này làm cho sở kính trần sôi gan nhưng ngại thân phận cố thanh phong, hắn ta lại không cách nào làm gì được. Lần này nhìn thấy người thật, lại bị tặng một cái mũ xanh, sợ kính trần không nhìn được, đặc biệt tới tìm cố thanh phong. Sư Điệt Ngoan, ngươi làm vậy là ý gì? Âm thầm chặn đường đi của bản tôn, nói muốn lấy lại thứ thuộc về mình, chẳng lẽ là muốn động thủ? Nói thật, cố thanh phong có chút không đành lòng, đối phương đội mũ xanh, đã đủ thảm rồi, còn đặc biệt chạy tới để bị đánh, chật chật, thật sự là đáng thương chỉ là thiên tam cảnh giới, hắn căn bản cũng không để vào mắt, có được bất diệt kiếm thể đại thành, thiên nhân cảnh sớm đã vô địch, đánh sở kính trần cũng không khác gì bắt nạt bạn học nhỏ mới đi mẫu giáo. Lúc này, sở kính trần cười lạnh một tiếng, chỉ là cảnh giới địa nguyên, còn không xứng để ta ra tay, kỳ thật sở kính trần không dám động thủ, ở kiếm môn đánh đế tử, cũng không khác gì so với bức đấu với độc cô nguy. Chờ khi nào ngươi đến thiên nhân cảnh rồi nói sau, miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, có điều, thật sự có một ngày như vậy, ta sợ sớm đã trở thành thiên quân thậm chí cao hơn. Tuy rằng ngươi có được tứ thánh thể, nhưng tu luyện chi đạo cũng không phải chỉ nhìn thiên tư, ta nếu đã dẫn trước ngươi, sẽ vẫn luôn dẫn đầu, cho đến khi ngươi nhìn xa không thấy. Chương 526, Kiếm Si làm màu thất bại, 2, môn chủ bọn họ tuy rằng coi ngươi là thiên đế tương lai, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, kiếp này, rốt cục là ai mới là thiên đế. Khi nói lời này, thần thái trong mắt sở kính trần kích động trên người bộc phát ra tự tin cường đại đó là tin tưởng vào mình tin tưởng không nghi ngờ cho dù phải đối mặt tứ thánh thể hắn cũng không chút dao động tự tin là phẩm chất cần thiết cho cường giả cho dù địch nhân có mạnh đến đâu cũng phải có một trái tim vô địch nếu như nói tiên thể là điều kiện nhất định để trở thành thiên đế vậy vô địch chi tâm cũng như thế thậm chí còn phải ưu tiên tiên phong không có một lòng vô địch vĩnh viễn cũng không thành vô địch thiên đế. Cố Thanh Phong cũng nhìn ra mục đích chuyến đi này của sở kính trần, hắn ta muốn tới đây so sánh với mình. Đồng thời thuận tiện luyện tâm, hắn ta chắc chắn nghe nói qua không ít lời đồn về mình, giống như tứ thánh thể gì đó, miễu sát thiếu niên kiếm thiên đế vân vân mây mây, cho nên trong lòng sinh ra dao động. Bất kỳ một tuyệt thế thiên kiêu nào sau khi nghe được loại tin tức này, khẳng định ít nhiều đều sẽ kinh hãi, thậm chí dao động. Dù sao mục đích cuối cùng của tuyệt thế thiên kiêu đều là trở thành thiên đế. Trên đường thăng đế có thêm một vị đối thủ có thiên tư cạnh tranh tràn đầy như vậy, ai dám không để ý? Sở Kính Trần nói những lời này, vừa là nói cho Cố Thanh Phong nghe, đồng thời cũng là nói cho mình nghe. Cũng giống như một loại tuyên thệ, là một lần rèn luyện trái tim bất khả chiến bại. Lấy một ví dụ đơn giản, điều này giống như trong một trường học hiện đại, một học sinh luôn luôn thi xếp hạng thứ hai, đột nhiên trước mặt toàn trường, trong đài phát thanh nói tôi sẽ giành được vị trí đứng đầu trong kỳ thi tiếp theo. Loại lời này, nói ở trong lòng so với nói ra trước mặt toàn trường, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước mặt toàn trường nói, phải có đủ tự tin, hơn nữa cũng hiểu rất rõ hậu quả, một khi lần sau còn đứng thứ hai, vậy thì trực tiếp coi như tự tác vào mặt mình, thuộc về việc bức mình vào đường cùng, phá nồi dìm thuyền, mới có hy vọng lội ngược dòng. Đồng thời cũng là một lần rèn luyện lòng tin của mình, tôi tin tưởng mình có thể làm được cho nên tôi dám lớn tiếng nói ra với mọi người sở kính trần hiện tại chính là loại trạng thái này mục đích hắn ta tới đây chính là nói ra những lời này ép mình một phen đồng thời rèn luyện trái tim bất khả chiến bại cố thanh phong nhìn sở kính trần thần thái phấn chấn khẽ thở dài này chàng trai trẻ vẫn còn quá non nớt người đi kiếm ai làm màu cũng được sao lại tới tìm bản tôn làm màu chứ thực sự chưa trải qua sự trừng trị của xã hội sư điệt ngoan ngươi có tâm khí như thế này là chuyện tốt kiếm môn cần đệ tử tràn đầy sức sống như ngươi người trẻ tuổi hẳn là khí thịnh không khí thịnh sao gọi người trẻ tuổi được chứ sư thúc ta rất vui mừng đó cố thanh phong vẻ mặt vui mừng nói cùng nụ cười hiền lành cực kỳ giống ông nội đang nhìn thằng cháu trai thề sẽ trở thành học sinh ba tốt trong phút chốc chọc đến tâm khí của sở kính trần làm cho hắn ta tức đến muốn học máu ta coi ngươi là người cùng trang lứa để cạnh tranh Ngươi lại bày ra một bộ dáng trưởng bối cổ vũ ta, vẻ mặt ngươi vui mừng cái mông ấy. Loại cảm giác này cũng giống như, người đứng thứ hai vừa mới ở trước mặt toàn trường thề sẽ thi đứng nhất, đột nhiên phát hiện tiểu tử thi đứng nhất được tuyển thẳng vậy, không chỉ được tuyển thẳng, mà người ta còn trở lại trường phát biểu khuyến khích các bạn học lớp dưới vượt qua chính mình, hai bên trong nháy mắt không còn ở cùng một cấp độ. Hừ, con đường tu luyện, cường giả làm đầu ngươi chẳng qua chỉ có chút vận khí may mắn thành đệ tử đời thứ mười bốn của kiếm môn mà thôi bớt bày ra tư thái trưởng bối đi ngươi không xứng cố thanh phong cũng không tức giận vẻ mặt cười tủng tỉm nói sư điệt ngoan nể tình ngươi thích chiếc mũ xanh ta tặng ngươi như vậy đi ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi sư thúc ngươi có thể đi sở kính trần nghe vậy trong nháy mắt nổi giận hắn ta cũng quên mình còn đội mũ xanh màu xanh lá cây này nhìn thế nào cũng không thoải mái Lúc này Túng Mũ xanh ném tới trước người Cố Thanh Phong, lấy cái mũ rách của ngươi đi đi, muốn ta dập đầu xin lỗi. Ngươi mà cũng xứng sao? Sợ Kính Trần hừ lạnh nói, Cố Thanh Phong nhìn chiếc mũ xanh trên mặt đất, cũng không đi nhặt, mà thở dài một tiếng, "Hay, cho ngươi cơ hội ngươi không lấy à?" Nói xong, liền nhấc chân dẫm lên, một dẫm, hai dẫm, ba dẫm. Mãi đến khi dẫm lên mũ xanh bẩn thiểu rách nát mới dừng lại sở kính trần lạnh lùng nhìn cố thanh phong trong lòng cười lạnh cho rằng đối phương bất lực phẫn nộ sau đó chỉ thấy cố thanh phong lấy ra ngọc phù truyền tấn sau đó bắt đầu gọi điện thoại sở kính trần có chút nghi hoặc mãi đến khi cố thanh phong vừa mở miệng trong nháy mắt sắc mặt biến sắc cứu mạng a lão nguy có người muốn giết ta muốn giết kiếm môn đế tử a ngươi làm gì đấy sở kính trần biến sắc kinh hô cố thanh phong cúp điện thoại thản nhiên nói, có phải tu luyện tu tới ngốc rồi không? Rõ ràng như vậy còn không nhìn ra sao? Bản tôn đương nhiên là vu hãm ngươi đó. Vừa dứt lời, cách đó không xa có một cổ khí thế cường đại phóng lên trời. Trong nháy mắt thiên địa sắc biến, đất trung núi lắc, giống như có tồn tại khủng bố nào đó sắp xuất thế, ngay sau đó, một đạo lưu quan giống như sao băng rơi xuống đất, từ trên trời giáng xuống, chương 527, sự hiểm ác của xã hội âm âm mặt đất bị đập vỡ thành một hố sâu. Chính là độc cô Nguy, chỉ thấy sau khi độc cô Nguy xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng xoay mình đến bên cạnh cố thanh phong hỏi, cố sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ai muốn giết ngươi, cố thanh phong lập tức giống như tiện nhân yêu diễm trong phim truyền hình, bày ra một bộ dáng đáng thương yếu đuối lại bất lực, chỉ vào độc cô Nguy nói, lão Nguy, ngươi cuối cùng cũng tới, chính là sở kính trần muốn giết ta. Độc cô Nguy trong nháy mắt sửng sốt, sửng sờ nhìn sở kính trần sắc mặt sở kính trần vô cùng khó coi vội vàng giải thích môn chủ đại nhân ta không có là hắn cố thanh phong trực tiếp cắt ngang nói lão nguy ngươi không biết đâu sở kính trần này vừa mới chặn đường đi của ta còn ném mũ xanh mà ta hảo tâm tặng hắn quan trên mặt đất dẫm nát trước mặt ta nói cái gì ngươi đừng tưởng rằng tứ thánh thể có thể làm đế tử nếu không phải ta lúc ấy đang bế quan đế tử căn bản không tới phiên ngươi còn nói ta căn bản không xứng làm sư thúc của hắn ta biết thức thời thì thông minh một chút, đừng cản đường của ta, bằng không kết cục của ngươi cũng giống như cái mũ này. Ta không có. Ngươi ăn nói sằng bậy, rõ ràng là ngươi, sợ kính trần trong nháy mắt nổi giận. Lão nguy ngươi, ngươi mau nhìn hắn ta, vừa rồi hắn ta chính là bộ biểu tình muốn ăn thịt người này, uy hiếp ta, bức bách ta, sắc mặt độc cô nguy trong nháy mắt âm trầm, sợ kính trần. Một tiếng hét lớn giống như lôi đình, chấn đến sắc mặt sợ kính trần trắng bệch môn chủ ta, ngươi làm ta quá thất vọng, môn chủ, đệ tử thật sự không có, cái mũ kia rõ ràng là cố thanh phong tự mình giẫm nát. To gan. Có ai như ngươi gọi thẳng tên trưởng bối như vậy không, cố sư đệ tuy rằng thiên tư tung hoành, nhưng lại chỉ có địa nguyên cảnh, mũ ở trên đầu ngươi, hắn làm sao có thể cởi mũ trên đầu ngươi, lại còn giẫm nát, ta. Ta, lần đầu tiên trong đời sở kính trần cảm nhận được sự hiểm ác của xã hội, cái gì gọi là có khổ mà nói không được mũ là ta ném, nhưng rõ ràng là cố. Cố sư thúc giẫm nát, hắn muốn vu oan, cố thanh phong thấy sợ kính trần muốn cực lực giải thích, lúc này ở sau lưng độc cô nguy khoa tay múa chân, chính là cái loại nhại theo, nhưng không phát ra âm thanh. Độc cô nguy nhìn không thấy, nhưng sợ kính trần lại thấy rõ ràng. Đồ ngu, bản tôn chính là vu tội ngươi, ngươi có thể làm gì ta, vừa rồi muốn cho ngươi dập đầu xin lỗi ngươi không nghe, cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, hiện tại không nói nên lời rồi chứ gì sở kính trần nhìn thấy khẩu hình của cố thanh phong trong nháy mắt tức giận muốn học máu đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn cố thanh phong cũng đưa tay chỉ vào hắn giận dữ nói đều là ngươi ngươi vu oan cho ta cố thanh phong dường như bị hung ác của sở kính trần hoảng sợ vội vàng trốn ở phía sau đọc cô nguy đổi giọng nói lão nguy kỳ thật là ta vu hại hắn ta hay là bỏ qua chuyện này đi sở kính trần nhất thời mừng như điên chỉ vào cố thanh phong nói môn chủ ngài nghe thấy rồi chứ hắn thừa nhận chính là hắn vu tội sở kính trần trong mắt ngươi còn có vị môn chủ là ta hay không độc cô nguy quát tháo cố sư đệ không cần sợ hãi có ta ở đây nhiệt độ này không gây ra được sóng gió gì môn chủ ta nói thật mà câm miệng dĩ hà phạm thượng chối bỏ tuyệt không thừa nhận còn dám trả treo ngươi muốn bị trục xuất khỏi sư môn sao sở kính trần trong nháy mắt không dám nói nữa cố thanh phong nhìn sở kính trần sắc mặt trắng bệch lại nhìn đọc cô nguy nổi giận vội vàng bày ra bộ dáng công chính liêm minh người đến để giảng hòa lão nguy theo ta thấy trục xuất khỏi sư môn là quá nghiêm trọng người trẻ tuổi khó tránh khỏi phạm sai lầm mà hơn nữa hắn ta đây không phải cũng chỉ uy hiếp ta vài câu cũng không có động thủ chúng ta cứ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ thành không có cho hắn ta dập đầu nhận sai với ta là được cố sư thúc ngươi khoan dung đại lượng, còn không mau lại đây dập đầu xin lỗi cố sư thúc ngươi, sắc mặt sở kính trần lúc xanh lúc trắng, tự đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn khuất phục dưới thế lực ác của cố thanh phong, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi. Cố! Sư thúc, ta sai rồi, cố thanh phong đi qua vỗ vỗ đầu sở kính trần cúi đầu, biết sai biết sửa là tốt, sư thúc tha thứ cho ngươi, lần sau chú ý nha. Nói xong, hắn còn nhặt lên mũ xanh rách nát không chịu nổi trên mặt đất lại một lần nữa đội lên đầu sợ kính trần. Được rồi, lão nguy, không quấy rầy ngươi giáo huấn đệ tử nữa, gần đây tiểu nha đầu lăng phỉ nhi kia luôn cuốn lấy bản tôn học tập tu luyện, thời gian ước định này cũng đã qua, các ngươi bận việc đi, bản tôn đi chỉ đạo nàng ta tu luyện. Nói xong, cố thanh phong liền tiêu sái rời đi. Thời gian vội vã như nước chảy, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, kiếm môn tích cực chuẩn bị chiến tranh, mà cố thanh phong thì tích cực tu luyện, thi thoảng còn có thể dành thời gian trở về thế giới trong trưởng thăm thương tâm nhiên, dạy dỗ nô lệ vân vân. Thời gian hắn đi tới thương dung giới chưa đầy một năm, chỉ có một năm ngắn ngủi này, thực lực bản thân đã có thể tung hoành thiên nhân cảnh vô địch, tiến độ không thể nói là không nhanh. Chương 528, Đại chiến bắt đầu, một, con đường tu luyện chữ ổn làm đầu, nắm chắc căn cơ là quan trọng nhất, cho nên Cố Thanh Phong cũng không có tham công liều lĩnh, mà là vững vàng ổn định, hưởng thụ cuộc sống chú ý buông lỏng như cũng cảnh giác về phần nguy cơ đến từ các đại môn phái thật ngại quá hắn thật sự một chút cảm giác nguy cơ cũng không có trong đó một phần lớn sức mạnh đến từ thiên tống trận trận này trong tay muốn chạy trốn quả thực dễ dàng một phần khác tự tin đến từ kiếm đế ma nếu thật sự đến thời khắc kiếm môn sinh tử tồn vong bất luận kiếm đế ma nhập ma hay không nhất định sẽ lấy ra đối địch đến lúc đó chỉ cần lấy được kiếm đế ma các đại môn phái coi như cái rắm cho nên cố thanh phong một chút cũng không hoảng hốt ngày hôm nay kiếm môn tiên sơn lơ lửng trên bầu trời đột nhiên nên đón một đám khách không mời âm đung một tiếng sấm thật lớn vang lên ngay sau đó phong vân sắc biến bầu trời trong nháy mắt âm u hiện lên sâu trong biển mây ẩn hiện tiếng long ngâm vang lên bỗng dưng tiếng long ngâm càng ngày càng lớn bóng đen khủng bố từ trong tầng mây chui ra lao thẳng tới kiếm môn tiên sơn bầu trời kiếm môn trong nháy mắt tối đen vô số đệ tử nhận ra sự khác thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhất thời kinh hải vạn phần. Long Chính con dao long, mau xem kìa, chính con dao long kia còn đang kéo một chiếc xe hoàng kim cổ chiến. Chính con dao long kéo xe, đây không phải là tọa giá của môn chủ điện một môn diêm vương vương diêm sao, chỉ thấy chính con dao long huyết sắc, xuyên qua bầu trời, giống như nước sắc tưới mà thành, lân phiến màu máu lóe lên, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động, kéo một chiếc xe hoàng kim cổ chiến cực lớn, âm âm nghiền ép tầng mây mà đến, trầm ổn đại khí, như từ trong bức tranh lịch sử lao ra. Xe kéo của chính con lông lơ lửng trên kiếm môn, nhìn xuống đám chúng sinh từ trên cao, uy áp cường đại bao phủ toàn bộ kiếm môn. Ngay khi mọi người kiếm môn kinh ngạc, sâu trong tầng mây lại nổi lên biến hóa, rõ ràng lúc này là ban ngày, đột nhiên giữa tầng mây cuồn cuộn, một phần trăng sáng lại từ từ dâng lên, trong lúc nhất thời nhật nguyệt giao huy tương ứng, chỉ là, vần trăng sáng kia tựa như vật sống lại chậm rãi di chuyển về phía kiếm môn chuyện gì đang xảy ra vậy mặt trăng đang di chuyển mặt trăng sẽ không va vào kiếm môn đó chứ nhìn kìa đó không phải là mặt trăng là con tàu ta nhớ ra rồi đó là phủ chủ vô song phủ chiến thuyền mặt trăng của đoàn trường sinh theo vần trăng sáng tới gần mọi người lúc này mới phát hiện thì ra cái gọi là mặt trăng lại là một chiếc chiến thuyền toàn thân tản ra ánh trăng sáng trên đó phủ đầy đạo văn huyền ảo, xinh đẹp mà thần bí. Đợi sau khi chiến thuyền mặt trăng xuất hiện, liền giống như tín hiệu, cường giả thế lực khắp nơi như hẹn mà đến. Một thanh thần kiếm khổng lồ cắt qua bầu trời, trên kiếm dường như khảm hàng tỷ ngôi sao, quần tinh lóe ra, dị thường chói mắt, làm cho người ta không mở được mắt. Là trưởng môn thiên kiếm sơn, kiếm tinh hà, tiếng sấm vang lên, trên bầu trời lóe ra vạn đạo lôi hồ, tự như vạn điểu đồng minh, từ xa nhìn lại, một dòng lôi trì phóng nhanh tới. Là đảo chủ thiên lôi đảo, lôi vạn quân, chân trời còn có vô số các loại thần quan, hỗn loạn mà đến, là từng vị cường đại tu sĩ ngự khí phi hành. Trong chốc lát, kiếm môn tiên sơn liền bị các thế lực lớn vây quanh, có điều bọn họ ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kiếm môn hồ sơn đại trận ngăn bọn họ ở bên ngoài. Đệ tử kiếm môn nhìn địch nhân cường đại bên ngoài rậm rạp chăn chịt, che khuất bầu trời, tâm hoảng loạn, sợ hãi kiếm môn tuy rằng không kém, đối với bất kỳ một thế lực nào của thanh mộc vực đều có thể nắm phần chiến thắng, nhưng lần này khác, các thế lực lớn của thanh mộc vực dường như đều phái người đến đây, dùng một môn lực đối kháng toàn vực, đó là chuyện kiếm môn thời kỳ đỉnh phong mới có thể làm được. Kỳ thật từ tháng trước, Độc Cô Nguy đã sớm động viên trước chiến tranh, thông báo chuyện các thế lực khắp nơi tạo thành liên minh công kích kiếm môn cho môn hạ đệ tử. Chúng đệ tử cũng hiểu rõ mục đích của các thế lực lớn, muốn giết chết đế tử nhà mình, không để kiếm môn lần nữa cuộc khởi, khi nghe thuyết trình quân tình kích động, muốn thề chết chống cự, nhưng thật sự đến trên chiến trường, một ít đệ tử trẻ tuổi, chỉ cảm thấy trong lòng phát hoảng, hai chân nhũng ra. Một số người thậm chí còn tự hỏi, vì sao đế tử lại gây họa, mà chúng ta phải lấy mạng mà đền, cho dù ngày sau đế tử có thể thành đế, vậy có liên quan gì với chúng ta? Cũng không phải chúng ta tự mình thành đế. Chi bằng giao đế tử ra, bình ổn tai họa ngay khi một ít đệ tử bởi vì sợ hãi mà dao động, trên bầu trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động lòng người. Ngay sau đó, thanh âm tràn ngập uy nghiêm của môn chủ địa ngục môn vương diêm vang lên, kiếm môn nghe rõ đây, đệ tử cố thanh phong trong môn ngươi, vô cùng độc ác, tội ác tày trời, hiện giờ khiến cho mọi người tức giận, thức thời thì giao cố thanh phong ra, bằng không, chúng ta nhất định sẽ sang bằng kiếm môn. Sang bằng kiếm môn Sang bằng kiếm môn Vô số tu sĩ đồng thanh trống to, thanh âm như sóng thần liên tục thành một mảnh, cuốn về hướng kiếm môn. Chương 529, đại chiến bắt đầu. Hai, đệ tử kiếm môn bị chấn nhiếp ai nấy sắc mặt tái nhợt, người dao động càng ngày càng nhiều, đều muốn giao Cố Thanh Phong ra cho nhân nhượng khỏi phiền. Dù sao đối mặt với số lượng địch nhân thực lực gấp mấy lần bản thân, sợ hãi là phản ứng đầu tiên của đại đa số mọi người. Đương nhiên, trong kiếm môn cũng có một ít đệ tử chứa đầy nhiệt huyết trên mặt chiến ý dạt dào, thầy chết bất khuất, bọn họ tâm hệ kiếm môn, biết Cố Thanh Phong là hy vọng cuộc khởi của kiếm môn, hôm nay nếu thỏa hiệp, kiếm môn không chỉ sẽ mất đi cơ hội cuộc khởi, còn có thể trở thành trò cười thiên hạ, cuối cùng không ngẩng đầu lên được. Lúc này, sâu trong kiếm môn đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ đủ để lay động trời đất, khí thế kia giống như là một thanh tiên kiếm, không gì cản nổi, xông thẳng lên trời, sẽ trách vết nứt đối với khí thế áp bách mà các thế lực lớn ngưng kết ra. Vương Diêm trên bầu trời, Đoàn Trường Sinh, đám người kiếm tinh hài nhất thời sắc mặt có chút ngưng trọng. Kiếm Thần, Độc Cô Nguy. Vương Diêm nhìn chầm chầm bóng người bay ra, có chút kiên kỵ nói, Độc Cô Nguy xuất hiện, trong nháy mắt làm cho đệ tử kiếm môn định thần lại. Mà từ sau khi ông ta xuất hiện, sâu trong kiếm môn lại lần nữa bay ra trăm đạo lưu quang, rời ở phía sau Độc Cô Nguy cầm đầu rõ ràng là thất mạch thủ tọa, còn lại là các trưởng lão thiên nhân cảnh, cùng với thất mạch thánh tử thánh nữ một đám hạng người thiên kiêu, có thể nói, toàn bộ nội tình kiếm môn đều ở chỗ này, cổ lực lượng này đặt ở bất cứ nơi nào cũng là một cổ lực lượng khó có thể bỏ qua, nhưng địch nhân sau lại quá nhiều. Mắt thấy số lượng thiên nhân trong địch nhân đã hàng ngàn, so với số lượng thiên nhân kiếm môn chênh lệch gấp 10 lần, lại nói riêng cảnh giới thiên quân, bên phía kiếm môn chỉ có một người, đó chính là kiếm thần độc cô nguy mà bên phía các thế lực lớn lại có bốn người lần lượt là địa ngục môn vương diêm thiên kiếm sơn kiếm tinh hà vô song phủ đoàn trường sinh thiên lôi đảo lôi vạn quân thực lực của hai bên có thể nói là rất chênh lệch ưu thế duy nhất của kiếm môn chính là tác chiến trên sân nhà hộ sơn đại trận cũng không phải ăn chay năm ngàn năm trước kiếm đế ma nhập ma khống chế kiếm chủ lúc đó đại khai sát giới trong kiếm môn dẫn đến kiếm môn từng thống lĩnh toàn bộ thanh mộc vực đế định tiên môn rơi xuống ngàn trượng cường giả tử thương vô số, chiến lực đỉnh cấp dường như tiêu hao hầu như không còn, sinh ra đứt gãy nghiêm trọng. Suốt năm ngàn năm trôi qua, kiếm môn vẫn không khôi phục nguyên khí như trước, nhưng, năm đó chủ yếu chết người, bởi vì là kiếp nạn bên trong kiếm môn, cho nên hộ sơn đại trận vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác, hộ sơn đại trận của lúc này chính là đại trận mà lúc kiếm môn đỉnh phong lưu lại, tuy rằng người chủ trì trận pháp trở nên yếu đi, nhưng năng lực phòng hộ cũng tuyệt đối không phải qua loa mặc dù các thế lực lớn tạo thành liên quân nhân số đông đảo, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào dễ dàng công phá hồ sơn đại trận. Vương Diêm, thì phi công đạo tự tại lòng người, người vu khống đế tử bổn môn, đơn giản là thấy cố thanh phong có thiên đế chi tư, không muốn thấy kiếm môn cuộc khởi mà thôi, không cần phải nói đường hoàng như thế, khiến cho người trong thiên hạ cười chê. Độc cô Nguy đối mặt với một đám cường địch, vẻ mặt lạnh nhạt cao giọng nói, hư, lòng của cố thanh phong thiên hạ đều biết, không phải đọc cô nguy ngươi biện giải vài câu là có thể đổi trắng thay đen thức thời nhanh chóng giao người ra bằng không đừng trách bản tọa vô tình vương diêm lạnh lùng nói đọc cô nguy không hề lay động cố thanh phong chính là đệ tử của bản môn đừng nói hắn không làm những chuyện ác kia cho dù thật sự có làm vậy cũng nên do bổn môn xử trí cần đám ô hợp các ngươi làm gì kiếm môn ta sừng sững trong thiên hạ mấy vạn năm chưa bao giờ có tiền lệ giao nộp đệ tử nếu đã vào kiếm môn Lẽ ra phải được kiếm môn che chở, không riêng gì Cố Thanh Phong, bất kỳ một vị đệ tử nào của kiếm môn ta cũng là như thế, hôm nay có bản tọa ở đây, đừng mơ tưởng đã thương một người của kiếm môn ta." Lời nói của Độc Cô Nguy giống như cửu thiên lôi đình, khẳng khái vang vọng khắp thiên địa. Các đệ tử kiếm môn nghe được lời của trưởng môn đều cảm thấy trong lòng ấm áp, một loại cảm giác thuộc về tự nhiên sinh ra. "Hừ, Độc Cô Nguy, bổn tọa thấy ngươi làm môn chủ nhiều năm như vậy thật sự là phí công rồi." thế mà vì chỉ là một đệ tử mà định chôn vùi toàn bộ kiếm môn, theo bản tọa thấy, vẫn nên sớm thoái vị, để cho người có năng lực ở lại tốt hơn. Trong lời của Vương Diêm có ám chỉ nói, ông ta là đang cố ý xúi dục quan hệ bên trong kiếm môn, ông ta không tin kiếm môn trên dưới một lòng, trong đó chắc chắn có phái cầu hòa. Nếu bên trong kiếm môn tự mình rối loạn trước, vậy thì thành chuyện lớn rồi. Dù sao Vương Diêm nhìn kiếm môn hộ Sơn Đại Trận cũng có chút phát triển, biết nhất thời sẽ không thể công phá được Sơn Môn, thậm chí bị trận pháp phản kích, chỉ sợ sẽ tử thương vô số. Ha ha ha, độc cô Nguy đột nhiên phát ra một trận cười nhạo, chôn vùi toàn bộ kiếm môn. Chỉ dựa vào đám gà đất chó sàn các ngươi. Ngươi cho rằng bản tọa trong ngàn năm qua, vì sao có thể đảm nhiệm môn chủ, đó là bởi vì kiếm tu mạnh hơn bản tọa, ngàn năm khó gặp. Nếu các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Cần gì phải nói nhảm, chương 530, đấu võ mồm trước khi chiến giờ khắc này, trên người độc cô nguy bộc phát ra khí thế cường đại ông ta tay cầm trường kiếm kiếm khí phóng lên trời khuấy động phong vân sắc biến giống như kiếm thần còn sống đám người vương diêm nhìn chiến ý kinh thiên động thiên trên người độc cô nguy trong mắt đều hiện lên vẻ kiên kỵ nói thật bất kỳ một người nào trong bọn họ một mình chống lại độc cô nguy cũng không có nắm chắc tất thắng muốn thủ thắng chỉ có quần khởi mà công nhưng kiếm môn hồ sơn đại trận tự như mai rùa rất khó xử lý cho dù thật sự công phá, sợ cũng là tổn thất rất lớn, bất lợi đối với chiến sự, cho nên Vương diêm mới không trực tiếp động thủ, ý đồ không chiến mà khuất phục binh lính, nhưng độc cô Nguy thái độ kiên quyết, như vậy, chỉ có thể chiến. Độc cô Nguy, ngươi thật sự chấp mê bất ngộ, Vương Diêm lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trong kiếm môn truyền đến. Ôi, mới sáng sớm thế này, đầu ra tiếng chó sổ thế, tiếng nói không lớn, nhưng dưới sự chống đỡ của thần lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn hiện trường. Ngay sau đó, một bóng người phong thần tuấn tú xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn hiện trường, một là vì đẹp trai, hai là bởi vì hắn là nhân vật chính của sự kiện lần này. Đám người vương diêm trước đó đã sớm điều tra chân dung Cố Thanh Phong, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là Cố Thanh Phong. Mọi người kiếm môn nhìn Cố Thanh Phong ở thời khắc này, còn dám đứng ra nhục mạ địch nhân, không khỏi sinh lòng kính nể. Cái khác không nói, ít nhất lá gan này làm cho người ta bội phục, nhưng điều mà ngay cả đệ tử kiếm môn cũng không biết chính là, Cố Thanh Phong có thiên tống trận, có thể tùy thời chạy trốn, căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Súc Sinh, ngươi chính là Cố Thanh Phong. Vương Diêm trong nháy mắt nhìn thấy Cố Thanh Phong, hai mắt bộc phát ra một trận sát ý kinh người, dù sao Cố Thanh Phong là kẻ thù giết con của ông ta chính là cái gọi là khi đối mặt với kẻ thù, đôi mắt của họ rực lên sự căm thù, không ngoài như vậy. Cố Thanh Phong nhìn Vương Diêm muốn ăn thịt người, liếc nhìn nói, tiểu súc sinh gọi ai thế? Tiểu súc sinh gọi ngươi đấy. Vương Diêm tức giận nói, à, thì ra là tiểu súc sinh đang gọi ta à, có điều ngươi thật đúng là mặt dạy rõ ràng là lão súc sinh, hết lần này tới lần khác nhất định phải nói mình còn trẻ tuổi. Vương Diêm đầu tiên sửng sốt, lập tức phản ứng lại, trên mặt lúc xanh lúc trắng, giống như bị sỉ nhục vô cùng. Mọi người trong kiếm môn nhìn thấy tình cảnh lần này, cũng vừa mới phản ứng lại, có một số đệ tử thậm chí không nhìn được, phục một tiếng bật cười. Tiếng cười giống như ngòi nổ, ngay sau đó từng tiếng cười ha ha vang lên, dù sao kỳ cảnh này quả thật rất hiếm thấy. Có lúc nào mà thấy một vị cường giả cấp thiên quân, tự mình mắng mình tiểu súc sinh, sắc mặt vương diêm càng khó coi, uy thế vừa mới ngưng tụ theo tiếng cười của mọi người trong nháy mắt toàn bộ bị xua tan. Độc cô Nguy cùng với thất mạch thủ tọa có chút kinh ngạc nhìn cố thanh phong, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cố sư đệ hóa ra cũng biết mắng người như thế. Hơn nữa độc cô Nguy, phí hết nửa ngày, giả vờ nửa ngày, lúc này mới xé khí thế của đối phương thành một lỗ hổng, thoáng ngưng tụ được quân tâm kiếm môn. Nhưng cố thanh phong vừa xuất hiện, chỉ nói mới hai ba câu đã làm cho đối phương tức giận bại hoại, giống như tên hề nhảy nhót đệ tử kiếm môn bởi vì nụ cười này, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng xua tan không ít. Cố Thanh Phong cũng không biết ý nghĩ của đám người độc cô Nguy, dù sao hắn mắng người cho tới bây giờ cũng không phải vì ngưng tụ quân tâm, đánh vỡ khí thế của đối phương. Hắn chỉ đơn giản là ngứa mồm, hắn mắng người còn là vì sản khoái, muốn mắng là mắng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Cố Thanh Phong, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Vương Diêm trong cơn sôi gan phẫn nộ nói, Cố Thanh Phong khinh thường cười, lão súc sinh, ngươi là cái thá gì, bản tôn đứng ở chỗ này, ngươi đồng một ngón tay ta thử xem. Vương Diêm nhìn đối phương ở trong hồ sơn đại trận có bộ dáng không sợ hãi, tức đến mức không thể không đánh. Có giỏi ngươi ra đây. Có giỏi ngươi vào đây đi. À, thật sự là tức chết lão phu, đợi bản tọa công phá sơn môn, nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi, phanh thay trăm mảnh, chật chật chật, lời này nghe thật sự rất quen tai, lúc trước con trai chết tiệt của ngươi chính là kêu gào như vậy kết quả thì sao bị bản tôn đánh quỳ trên mặt đất gọi ông nội bản tôn vừa nghe nếu như làm ông nội hắn chẳng phải là có một đứa con xuất sinh như ngươi sao đây đâu phải là cầu xin tha thứ đâu rõ ràng chính là mắng người trong cơn tức giận ta đã làm thịt hắn a à a à. bản tòa sẽ giết ngươi vương diêm tức giận đã có chút mất đi lý trí lúc này tức giận ra tay một đạo huyết thủ ấn che khuất bầu trời hung hăng trấn áp bay về hướng cố thanh phong tuy nhiên cuối cùng nó chỉ là sấm sét lớn mưa nhỏ huyết thủ ấn vừa mới tiếp xúc với kiếm môn hộ sơn đại trận hộ sơn đại trận kim quang lóe ra huyết thủ ấn trong nháy mắt tiêu tán không còn vương diêm càng thêm phẫn nộ lập tức muốn hạ lệnh đánh nhưng lại bị đoàn trường sinh ở bên cạnh ngăn cản vương huynh người này miệng lưỡi sắc bén là cố ý chọc giận ngươi hiện giờ kiếm môn đã bị vây quanh sớm đã chấp cánh khó bay, chúng ta có thể từ từ bàn kế, nếu như cường công, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, đến lúc đó cho dù công phá kiếm môn, chúng ta có thể còn lại bao nhiêu chiến lực. Như vậy sẽ trúng bẫy của đối phương.